phẫu thuật tạo hình. Xin được phép kính mời lên sân khấu phó giáo sư Lê Hành, nguyên chủ bộ môn phẫu thuật tạo hình trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Những bài này sẽ tiến lên một danh dự để thực hiện nghi thức trao bằng. Xin được chúc mừng tân bác sĩ y khoa 1 chuyên ngành phẫu thuật tạo hình Huỳnh Hải Bằng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Đức. Chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh. Chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Vũ Tung. Chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Mạnh Thu. Chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Minh Thịnh. Xin chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trương Phước Thiện. Tiếp theo sẽ là các tân bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành thần kinh. Xin được chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Toàn Nghĩa. Xin chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Thảo.
mừng thạc sĩ Lê Thị Hương Lan. Chúc mừng thạc sĩ Nguyễn Phát Thành Luận. Chúc mừng thạc sĩ Nguyễn Hạnh My. Chúc mừng thạc sĩ Đặng Thế Phong. Chúc mừng thạc sĩ Nguyễn Kim Thao. Chúc mừng thạc sĩ Nguyễn Bích Trâm. Chúc mừng thạc sĩ Nguyễn Đoan Trang. Chúc mừng điều dưỡng chuyên khoa phục Nguyễn Thị Kiều Mỹ. Chúc mừng điều dưỡng chuyên khoa 1 Bùi Thị Kiều Nga. Chúc mừng điều dưỡng chuyên khoa 1 Trần Thị Thu Nga. Của trường đại học Y khoa Phạm Hạnh ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng các anh chị học viên. Xin kính chúc sức khỏe quý thầy cô, các anh chị và xin được chúc mọi người tiếp tục thành công trên con đường tiếp quý nghiệp. Xin được trân trọng cảm ơn và kính thưa các anh chị, chúng ta một ngày hôm nay để cùng tỷ quý thầy cô cùng trở lại, cùng trở về. Dạ, và xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Xin được kính mời các anh chị học viên chúng ta cùng ngán lại sân khấu trong hội trường. Thì chúng ta sẽ tiếp tục có phần chụp hình theo từng khối. Dạ.